Ôi mấy bạn ơi, nhìn đi này, cái ruộng này mấy hôm nọ trời nó mưa ấy, nên là cái ruộng này nó bị ngập hết rồi. Nhưng mà mấy ngày hôm nay nắng nên là nước của nó đã cạn. Ở cái ruộng này có rất là nhiều cá, mấy cái bong bóng hình tròn nó lối lên kìa, là bên dưới có cá đó, có cả cá nó nhảy lên kìa. Thắng với hàng Nga sẽ dùng cái sọt đỏ này của Thắng đi úp cá. Thế là thành úp anh Thắng rồi chứ không phải úp kiểu cá gì là cũng được một bữa cá rán luôn. Hàng Nga đi theo anh phải đi khẽ rón rén nhẹ nhàng thôi, không là cá chạy hết mất đi đấy. Let go. Wow. Nước lòng lắm. Trời không ơi. Phải không, đâu được chờ em xuống. Tại vì trời hôm nay nắng tận 40 độ nên là nước như là đang sôi. Như đổ lửa ấy. Nước nóng thật sự luôn, như kiểu vừa mới đun sôi ấy. Đoạn gì mà sâu hơn ngập hết cả chân thế này. Nước như thế này thì làm gì có cá. Không biết có cá không đây. Kéo ngã. Có cá. Không, đâu rồi, không có cá. Không có kìa, ở đầu kia nhiều kìa. Ngồi lại nắng ngồi. Trời nắng chang chang rồi thế này. Đây. Nhanh lên anh ơi. Con trên chuồng này, anh sẽ úp con trên chuồng. Để em. Hai. Không được. 1, 2, 3. Ôi giời ơi, anh Thắng mà lia như thế thì làm sao mà bắt được cá? Quả này chị đi theo anh Thắng cơ mà, đến đêm không được con cá nào mong về mất. Ở trên bờ nhìn lông mà xuống thế này là bao nhiêu nước luôn, thế này thì làm sao mà bắt được cá? Không có cá rồi. Khó khăn rồi anh em ơi. Ở trên bờ nhìn thấy cả cá luôn mà xuống đây là không thấy con nào. Anh Thắng cứ làm như là bắt cá dễ lắm ý. Nhưng mà cứ lội như này chị sợ gặp con rắn lắm, mới lại mấy con đỉa ấy nó bố vào chân nó hút máu, sợ ơi là sợ luôn ý. Rắn ở dưới này chỉ có rắn nước thôi, chứ rắn bình thường thì làm sao mà bơi được xuống dưới này. Nhưng mà rắn nước thì cũng sợ rồi. Nào anh Thắng bắt đi, nhanh lên. Bây giờ anh em cứ nói này cá chạy đi hết à? Chị không hiểu kiểu gì, ruộng nó to như thế này mà anh Thắng không đánh chài hay là đắp vào thì mới bắt được. Bây giờ cứ đi quanh ruộng này cũng mà đến tối. Nhìn ở trên bờ cứ tưởng là bắt cá dễ cơ. Mấy cái chỗ mà như này này là có cá nó mới ở đây đấy, nhưng mà nhìn thấy người nó đi rồi. Chán quá mẹ ơi, nước nó cạn như thế rồi mà chả bắt được con cá nào. Kiểu này mà có cái chài hay là cái lưới gì đấy quăng một phát ra là không con cá nào chạy trốn được luôn. Mất công đi ra ngoài đấy bắt được mấy cái con chuồn chuồn với cả mấy con cào cào. Nhưng mà trời nó cứ lắng như thế này thì kiểu gì mấy hôm nữa thôi là cái hồ đấy nó cạn không còn một tí nước nào nữa. Lúc đấy mấy con cá nó chạy đi đằng dòi. Em cũng chán với lại cá đói nữa, nhưng mà không sao, em nào có bánh Marine Boy. Nhưng mà chưa hết đâu nha, anh nhìn đây này. Tên ta lan, nhiều chưa? Wow. Ui, hàng ngày lấy ở đâu ra mà làm bánh Marine Boy thế? Em mua chứ còn ở đâu nữa, anh quên mất là em là fan cứng của Marine Boy à? Thằng nói cho bạn biết nha, Marine Boy vừa ra mắt mùa mới. Đó chính là chiến đội cơ giới đại chiến zombie. Hơi bị ngầu đấy nha. Ở chỗ này có 20 hộp bánh Marine Boy. Bây giờ em sẽ chia cho anh Thắng 10 hộp Marine Boy. Anh ăn xong đảm bảo là hết chán luôn. Phải lấy màu đỏ à? Đúng chưa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hộp rồi. Ôi ơi, chị cho anh Thắng 10 hộp. Thế là bây giờ chị còn ít quá, còn mỗi 10 hộp. Còn ít nhưng mà không sao, cái quan trọng là cả hai người đều bằng nhau. Bóc bánh. Nhưng mà bóc ở chỗ nào ấy nhỉ? Hình như là ở đây rồi. Hàng Nga, không phải bóc ở đây. Nhưng mà bánh thì bóc ở đâu chả được, miễn là ra bánh là được chứ sao? Bóc ở đâu cũng được, nhưng mà phải bóc thật đúng cách thì mới thể hiện là một người chuyên nghiệp, người đẳng cấp. Ở đây nhá, đây này, thấy chưa Hàng Nga, thấy chưa? Có chữ mở ở đây. À. Để tay lên trên cái lưỡi này xong ấn một phát. Wow. Trời ơi. Ghê chưa, ghê chưa? Nó phải như thế. Hàng Nga thử làm xem nào. Đặt tay lên trên lưỡi ấy, ấn xuống. Ấn mạnh lên. Wow. Đây. Cứ ấn mạnh lên xong rồi kéo lên. Wow. Của anh là vị Murdy Boy, vị tôm nướng môi đỏ. Của Hàng Nga là gì đây? Của em cũng là vị tôm nướng môi đỏ. Bắt chước anh ăn cái gì lại bắt chước cho anh kiểu đấy. Bây giờ em sẽ bắt vị gà BBQ. Đúng chuẩn vị gà, em hay ăn luôn. Bóc luôn. Ấn một cái là nó kêu. Wow. Quan trọng là bên trong. Vàng rộm luôn. Có nhiều hình lắm. Đây, Hàng Nga. Hàng Nga bị hình gì đấy không? Đây là hình con cá này. Đây là hình con gì? Con cua. Giòn tan, ngon nữa. Chị sẽ ăn thử vị hình con cua. Wow. Nói chung là ở trong này có nhiều hình lắm, nhưng mà ăn từng cái nó không đã đâu. Phải ăn như thế này. Trời ơi, anh Thắng đúng là ăn tham. Ăn theo cách của anh Thắng cũng mà nhanh hết lắm. Anh Thắng làm gì mà bừa bộn thế? Anh này phải để gọn mấy cái vỏ hộp này vào, xong rồi em còn phải vứt đi chứ. Vứt cái gì mà vứt? Hàng ngày làm sao thế? Cái vỏ hộp nó đẹp như thế này vứt làm sao được? Ở đằng sau có hình lắp ghép nhân vật, robot với cả zombie. Còn đâu ở bên trong đấy là thông tin của các nhân vật. Đây là nhân vật Squid, mực nhanh nhẹn. Tên của nó là MBO6, công 200, kỹ năng khiên trắng năng lượng. Mấy cái bạn nhỏ ở trong xóm mình ấy, hình nhau săn lùng những cái nhân vật hiếm của Murdy Boy đấy. Có đủ bộ siêu mô hình đấy rồi, Hàng Nga mà mang đi ra ngoài khoe mà xem, mấy cái bạn nhỏ đấy chắc là hâm mộ Hàng Nga lắm. Lúc nào cũng chiến Nga. Thảo nào hôm nọ em thấy mấy bạn nhỏ có siêu hình đẹp ơi là đẹp luôn, mà em hỏi lại không phô, hóa ra là lấy ở hộp bánh Murdy Boy này. Các bạn nhớ nha, các bạn đừng có vứt cái vỏ hộp này đi. Mặt trước là thông tin của bánh, tên bánh và vị của bánh, còn đâu là mặt sau là siêu mô hình lắp ghép robot với cả zombie. Săn ngay nhiều hơn 48 mô hình nhân vật siêu ngầu hoàn toàn mới, chiến đội cơ giới đại chiến zombie. Rồi bây giờ thằng về ngay sẽ thi xem là ai là người ráp xong mô hình hoàn chỉnh trong thời gian ngắn nhất thì người đó sẽ là người chiến thắng. Ui trời ơi, cái
kéo của chị to như này chắc chắn chị là người chiến thắng rồi. Không phải kéo to mà thắng được đâu. Anh sẽ lắp ráp robot đùa thông thái. Còn của em là rắn biển bóng đêm. Của anh là robot của hàng Nga là Zumi. Vẽ hơi này đầu tiên là xém mấy cái này ra trước này. Cắt lấy cái mặt sau căng bắt đầu là cắt dần thì nó mới dễ. Chị đã cắt xong xừ rồi còn đâu nữa, anh thắng nhanh lên. Cắt cái này phải cực kỳ là cẩn thận luôn, không nó chớm vào cái là hỏng luôn. Đứt luôn mô hình của hàng Nga. Anh sẽ cắt từng mảnh nó rời ra một xong bắt đầu mình cắt chi tiết. Người ta hướng dẫn luôn này, sắp xếp các mảnh theo thứ tự đánh số 1, 2, 3. Kén tất em, chị đã cắt xong một phần thân của con Rombi này rồi. Tên tất em, dù thông thái của anh đã xong rồi nha. Bây giờ anh sẽ tiến hành nắp ghép chúng lại với nhau. Hai cái mặt mà có hình hiệu ứng này, ta sẽ phải ngoảnh ra ngoài như thế này. Hình số 1 này đã lắp xong hình số 1, bây giờ là sang hình thứ 2. Lắp xong hình thứ nhất, hình 2 rồi, bây giờ tới hình thứ 3. Nhưng mà hình thứ 3 là nó sẽ không cùng chiều như thế này, mà nó phải ngược chiều như thế này thì nó mới đúng. Rồi, tan tan, như vậy là đã hoàn thành xong một siêu mô hình robot rồi. Đây là rùa thông thái của Thắng. Thôi, con robot của anh Thắng yếu xìu ra, nhìn con zombie của em đây này. Con zombie của em sẽ đớp con robot của anh Thắng. Tuổi gì? Thì con rắn này là con rắn. Nhìn cái mồm của em to chưa? Nhưng mà ai bảo đấu nhau theo kiểu đấy? Không chơi như thế thì chơi như thế nào? Như thế này, Lisa thông thái, điểm tấn công 240. Thế thì anh thua rồi, nhìn đây. Rắn biển bóng đêm, tấn công 260. Anh Thắng thua rồi nên là cái con ninja này thuộc về chị. Ok. Không thể thông cùng như thế được. Cá mập cổ đại, cá heo siêu thanh. Cá mập cổ đại tấn công 270. Cá heo siêu thanh tấn công 290. Như vậy là anh lại thắng Nga rồi. Con cá mập này sẽ thuộc về anh. Thôi rồi, lần này chị sẽ quyết tâm chiến thắng. Bây giờ của anh là zombie nha, trùng biển hai đầu. Cá mập tốc độ tấn công 320. Con trùng biển của anh tấn công 260. Thế là chị là người chiến thắng. Bạch tuộc đại vương. Cá sư tử thiên xạ tấn công 230. Bạch tuộc đại vương tấn công 250. Thế là chị lại thắng anh Thắng rồi. Ghê chưa? Đây là tất cả những mô hình mà Thắng cùng với hàng Nga đã sưu tập được. Đúng, nhưng mà của chị là nhiều hơn. Nhưng mà nhiều như này vẫn chưa hết đâu nha. Bởi vì trận bộ có tận 48 siêu mô hình. Nhưng mà Thắng với Nga có bao nhiêu hình rồi nhở? Đếm xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 hình bọ. Như vậy là còn rất là nhiều hình nữa. Bạn nào mà đã sưu tầm được đủ 48 siêu mô hình nhân vật này rồi thì nhớ comment xuống dưới đây nha. Thắng cùng với các bạn sẽ cùng nhau săn bánh Mario Boy để trợ lực chiến đội cơ giáp chống lại các zombie. Càng về sau, nhà sản xuất sẽ càng ra mắt những nhân vật có sức mạnh vượt trội hơn. Thắng sẽ dùng những cái mô hình này để trang trí trên bàn làm việc của Thắng, hoặc là để lên kệ cùng với các mô hình của Thắng. À các bạn ơi, hiện tại đang diễn ra một mini game dành cho tất cả các bạn fan của Mario Boy. Cách tham gia siêu dễ, chỉ cần sáng tạo và làm video chia sẻ lên YouTube giống như Thắng của bên Hàng Nga cùng với hộp bánh Mario Boy. Ví dụ như là review đồng hồ hướng dẫn lắp ghép mô hình, hoặc là kể chuyện cúng mô hình và hộp bánh Mario Boy, cầm hộp bánh hoặc mô hình nhảy trên nền nhạc Mario Boy, khoe bộ sưu tập mô hình Mario Boy chẳng hạn. Thời gian diễn ra từ ngày 17 tháng 9 đến 15 tháng 10. Các bạn lưu ý clip phải có hashtag Mario Boy và chiến đội cơ giới. 20 video có lượt view cao nhất sẽ nhận được 40 phần quà hấp dẫn. Kết quả sẽ được công bố trên mục cộng đồng ở kênh YouTube anh Orion TV và Facebook Orion Việt Nam. Tức là mỗi bạn sẽ được 2 phần quà. Quá là đã luôn. Ngang ngang. Đố em bắt được cái con chuồn chuồn này đấy. Đâu? Đây. Con chuồn chuồn nó dưới này này. Bắt được không? Ui, đây. Để anh bắt cho mà xem này. Không được. Ai bảo Hàng Nga bắt chuồn chuồn kiểu đấy? Bắt chuồn chuồn phải bắt từ từ chứ. Vồ như kiểu là vồ ếch đấy, làm sao bắt được nó? Nói bé thôi không nó bay mất. Để Hàng Nga xem Hàng Nga có bắt được không. Ui rồi ôi. Chuồn này á. Nám nó khôn lắm. Mới đầu em bắt từ xa nó không bay đâu, nhưng mà chẳng phát là nó bay luôn. Ghê chưa? Đấy, cho Hàng Nga này. Anh đẳng cấp nó phải khác chứ. Anh Thắng giỏi ghê. Hình như là anh Thắng không biết bơi. Người ta bảo là cho con chuồn chuồn này cắn vào rốn thế là biết bơi đấy. Thôi, Hàng Nga không phải xui dại. Chuồn chuồn mà cắn vào rốn biết bơi thì thế thì dễ dàng quá. Muốn biết bơi là phải học bơi nha. Gọi thầy giáo học bơi thì mới bơi được. Đừng có nghe Hàng Nga nói làm cái gì đâu. Giả anh đấy. Hàng Nga bắt đi. Hàng Nga có giỏi thì bắt một con nữa đi. Mấy bạn ơi, Hàng Nga bây giờ chuyển sang bắt con chuồn chuồn đen rồi. Con chuồn chuồn này bắt khó lắm. Hàng Nga làm sao bắt được con chuồn chuồn đấy? Đây này, mấy bạn ơi, thấy chưa? Đến gần phát là nó bay luôn. Hai con chuồn chuồn đen luôn. Hàng Nga định cầm cũng đã làm gì thế? Anh định ném nó để cho nó chết đứng luôn. Ném được chuồn chuồn, bắt con chó bắt được lén xong rồi trúng được nó. Được chưa? Quá đây. Nó thò cái đầu ra. Chạy đi đâu? Mấy bạn ghê chưa? Ủa, con châu chấu này cái càng nó đã khéo này, Hàng Nga cầm lên gãy càng của nó này, khổ thân nó bây giờ. Cái càng nó mạnh lắm. Nó đá mạnh nhở. Thế này bắt được thêm con nữa, cho hai con vào cái lọ xong mà cho hai con nó chọi nhau nó đá nhau ấy. Này như cái đuôi gà luôn. Hàng Nga cầm nhá, để anh bắt thêm một con châu chấu. Một con châu chấu non. Con này vẫn giống cái con của Hàng Nga nhưng mà nó bé xíu ra, mấy bạn có nhìn thấy không? Đi này, nó bé xíu ra, con của Hàng Nga đâu? Anh chắc vừa mới đẻ á. Con này chắc là con của con này, thả cái con bé xíu này đi. Đây rồi.
rồi. Sau một thời gian dài chinh phục nó thì chị đã bắt được một con chuồn chuồn. Ha ha ha. Con chuồn chuồn đấy bạn dễ. Các bạn nhìn anh bắt cái con chuồn chuồn kim đây này. Nó bé xíu luôn. Ui giời ơi. Được luôn con chuồn chuồn kim này nhưng mà nó bé xíu ra, không biết là mấy bạn có nhìn thấy không? Đây. Bé quá. Hàng Nga có nhìn thấy không? Nó bé tí ra. Hay là đây là con chuồn chuồn con nhỉ? Đây là con chuồn chuồn kim nên là nó chỉ lớn được như thế thôi. Ui giời ơi. Con cua này nó chết mất rồi. Kiểu như lắng quá thì nó ngáo mất rồi. Bây giờ chỉ còn cái bộ vỏ của nó thôi. Ui mấy bạn ơi, nhìn đây này, đúng như là cái lời thằng nói, lắng to mấy hôm thôi là lựa cái ruồi nó sẽ cạn hết sạch luôn. Mấy bạn nhìn xem này, bây giờ nhìn cái đất luôn. Đây. Wow, hai con có cá. Làm gì thì mà lúc nó lông như này thì cá làm sao chạy được, hàng ngay cứ ụp làm cái gì. Bắt một phát được luôn. Wow, được hai con. Đây là lần đầu tiên chị đi bắt cá luôn. Nhưng mà cá nó sắp chết rồi bởi vì là trời nó lắng to quá. Nước cạn như này chắc chắn là sẽ được rất là nhiều cá. Tối nay là chị với anh Thắng lại được ăn cá rán rồi. Đây là ngay anh nhìn thấy một con cá nhưng mà nó bị ngáo rồi. Nhưng mà không sao, vẫn ăn được tốt. Nhiều nước thì cá nó sống nhưng mà bắt cá lại khó. Ít nước thì bắt cá dễ nhưng mà nó lại chết mất rồi. Wow. Chạy đâu. Ui, còn lâu ít nước quá. Làm gì có nước mà chạy đi. Con cá bảy màu luôn. Con này nó vẫn sống nhưng mà ít nước quá nên nó không bơi được. Nhưng mà con cá này là con cá gì mà đẹp như này? Con cá này là con cá chép nhưng nó lai đấy. Như là cá cảnh luôn. Hàng ngày mang con cá này ra chợ bán ấy. Chắc là nhiều tiền lắm đây. Một con cá. Bình quá. Nó dậy hết lên mặt của anh rồi. Thế anh phải rửa con cá đi không, nó bẩn quá. Nhưng mà tại vì cái chỗ bèo này không có nước đâu mà toàn bù nó rồi. Lên là nó mới không chạy được chứ mà nhiều nước cái con mà. Mặt anh Thắng đầy bùn rồi. Nó vẫn sống. Chắc là con này nó bơi bùn. Thằng Nga tắm bùn nó nghẽo bây giờ ra nên là có nhiều nước ấy. Hay là bây giờ anh và Nga mang ra con cá này ra chỗ ao ấy, thả nó xuống để xem nó bơi không. Thôi, mất cá. Nghe lời anh Thắng có mà mất cả cá ăn. Thôi anh thả vào xô cho em, mang đây để em cất. Từ nãy đến giờ là được 4-5 con cá. Bây giờ được con cá to như này. Ui, tối nay làm lẩu cá thôi anh Thắng ơi. Đấy, thả vào xô. Cái con cá nó chết thật rồi, nó cứ ngửa lên này. Wow. Đấy, bà Nga mang nhiều nước vào, mang ít tí nước như này. Bây giờ cá nó nghèo hết rồi này. Cua. Một con cua. Ở đây toàn hang cua như thế này thì có cua là phải rồi. Đúng rồi, anh em mình phải móc vào hang cua chắc chắn nó sẽ ra rất nhiều cua luôn. Đây, em thấy mấy cái lỗ ở đây rồi. Đây có một con này. Trời ơi, nhưng mà con này con bé, hàng ngang nhìn cái gì đấy. Chạy đâu. Đứng im. Wow, có một con. Đây. Ui, con này là con gì? Trời, con này là con gì? Không. Đây này. Có một con cua nó trốn ở trong này, mới sợ quá. Nó rơi cả. Đây, em cho nó cắp cái móng tay của em. Hình như nó không cắp cứng mà không cắp đâu. Đây này, để anh cho nó cắp này. Thôi để em lôi nó ra. Kéo co. Nhanh. Ui, nó chùa nó khôn quá, nó khôn quá. Vào đây. Để em kéo ra. Mày ra đây nhanh ấy. Đứng. Một con cua to chưa? Ui trời ơi. Sau bao nhiêu là công vất vả thì chị đã lôi được nó ra. Một con cua ngụy trang chạy đi đâu? Bé xíu xíu. Con này chắc là vừa mới đẻ ra rồi, nó bị bé tí như thế này đây. Wow. Đi đâu? Đứng im. Không đứng im. Anh bảo nó sắp nghe lời rồi, hàng Nga lại cho nó cục đất thế nó ngạt thở làm sao? Thế để cho nó đâu đây. Bắt cua là phải bắt từ đằng sau này. Chết luôn. Thế là một con cua to tướng luôn. Đây chắc là cái con cua to nhất rồi. Mấy bạn nhìn cái quả càng cái này. Đó mà các bạn tay chảy máu tay luôn đấy. Thành quả cái buổi chiều ngày hôm nay đây mấy bạn ơi. Một con cua, hai con cua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con cua. Ui, được một con cá to. Ôi, vớt này nó chết điểm nào? Khi đang làm nó đã chết rồi. 4, 2, 3, 4, 5 5 con cá nhỏ và một con cá 6, to 6, 7 con cá nhỏ và một con cá to. Thế được một bữa rán ngon tuyệt vời.